Hello các chị em, bên shop có cái mẫu ví rất là đẹp, nhỏ xíu à. Hôm nay mình đựng được rất là nhiều những cái cards ha. Kiểu như mấy cái thẻ ngân hàng hoặc là mấy cái như là căn cước công dân rồi đó. Rất là dễ. Ngoài ra thì nó có những cái ví nhỏ này. Thường cái chỗ này mình sẽ đựng những cái đồ mà nó dễ bị rớt như là mấy cái đồng tiền này kia rồi đó. Yeah. Nhỏ sinh hoặc là chìa khóa bỏ trong đây và mình cầm nhìn này, đó cầm gầm cổng trong tay rất dễ. Cái này là hàng chính hãng made in Việt Nam, thì mọi người nhìn thấy mấy cái hàng outlet mà chính hãng á, cái logo này là logo dùng để chống hàng giả nha mọi người. Mọi người dùng cái điện thoại mình zoom vô cái logo này mình thấy cái chi tiết của cái con xe ngựa, cái chiếc xe ngựa rất là chi tiết, mặc dù là rất là nhỏ nha, nhưng mình thấy được chi tiết của nó thì mình biết đây là hàng thật, tại vì logo này là dùng để chống hàng giả luôn. Và mỗi màu chỉ có một cái duy nhất thôi, có 6 màu. Bên đây thì mình có thêm hai cái nhỏ xinh này nữa, cái này thì còn nhỏ hơn nữa. Thì vẫn đang áp dụng chương trình buy one get one, có gì mọi người inbox và hẹn trước để mình tới shop mình kiểm tra hàng trước khi mình mua. Cảm ơn mọi người.